Today we will visit the seafood market in Halong City. There's all the fishing boat. They bring the fish to the market. Thank you.
Chẳng qua tao không làm. Mày xem rồi thì còn mày còn tao. Vào Thanh Hóa phân công mày đi Trung Quốc bằng xe, xem có làm được không? Được. Bởi cái đấy là tính năng mèo cứ vận tải đi. Tính ra để cái tuyển với cả Quang đi xem. Con bé này nó trắng nhỉ. Đó. 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 Đ